Cú xin chào anh em á, thì hôm nay là Cú sẽ trở lại con nít siêu giáp ở server 600 nha các bạn. Thì đây là một con nít mà Cú cũng đã làm nhiều video giải siêu cấp cũng như là nhây rất là vui. Thì ngày hôm nay là Cú quay trở lại để chào mừng con nít cán mốc 18 triệu giáp nha. Ôi trời sorry, 18.000 điểm giáp nha mọi người. Ôi trời, 18 triệu giáp thì có mà top 1 lên server cũng gọi bằng cụ nha các bạn, nhầm lẫn thôi. Rồi ok, thì trước tiên thì cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Và cái con nick level 70 ngày hôm qua khi mà Cú lên video ấy thì cũng đã có một bạn khách quen bên mình ủng hộ rồi. Tuy nhiên thì bạn ấy cũng chơi với tâm thế là chắc là không bền đâu, cho nên là nhiều anh em hỏi thì cũng thông cảm ha. Tạm thời thì đã bay, khi nào mà nó lại thì Cú sẽ up lại Facebook và Zalo. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ MR Cú, cũng như là móc nạp, giao dịch trung gian, thanh lý nick, hay là ủng hộ những con nick, hay là cài thuê vanh theo tháng, như là ghép ảnh đáy biển lãnh địa ha. Thì nói chung là anh em cần gì thì anh em liên hệ với Cú sang Zalo và chủ động inbox các bạn cần gì để Cú phản hồi cũng như là tư vấn cho anh em nhanh nhất có thể nha. Còn anh em nào cần gấp thì gọi trực tiếp vào Messenger, Zalo hay là số điện thoại giùm Cú đều được. Và trước mỗi kèo giao dịch, nếu như anh em cẩn thận hơn thì anh em có thể check số điện thoại ra Zalo hoặc là call video để tránh gặp giả mạo giùm Cú nha. Rồi ok, thì hôm nay là Cú sẽ quay trở lại con nick Nam Oanh. Thì đây là một con nick mà cũng được gọi là siêu F cấp hả mọi người. À siêu F, à, không phải siêu F cấp, sorry, 38 thì cũng lớn rồi, thì cũng được gọi là F cấp đi. Tại vì hiện tại thì 1X, 2X, 3X, 4X, 5X đều là F cấp, miễn là nó chưa level 70 là được. Chỉ có 6X thì Cú chưa thấy ai gọi F cấp 6X cả nha. Cũng có nha mọi người. Có một bạn khách bên mình, ổng nói là ổng F level 65, cũng hài hước ha. Nói chung đó là chỉ dành cho những người hài hước thôi. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mang cái nhẫn hơi đi để vàng chóe như thế này đi, nhìn cho nó sang nha mọi người. Thì Cú vẫn sẽ sử dụng cho mình combo xe hơi và kèm với đó là bét rắn nha các bạn. Thì những món đồ bét của chúng ta vẫn gọi là phòng thủ và hồi phục thôi. À có một số cái là đã thay là thủ và nhanh, thủ hồi phục. Thì đây là những cái combo mà hiện tại được các bạn sử dụng rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ thì Cú sẽ sử dụng cho mình là miễn kháng hay sao nhỉ? Miễn kháng hay xuyên giáp anh em? Anh em thấy cái nào là tuyệt vời nè mọi người? Xuyên giáp đi ha. Miễn kháng thì Cú nghĩ là không cần thiết lắm đâu các bạn ơi. Rồi ok, đây là thuộc tính nha các bạn. Hiện tại là 18.101 giáp nha. Bây giờ là Cú sẽ nghiên cứu một cái bộ trang phục nào đó cho nó cute một tí xíu coi. Cái bộ trang phục này thì nó hơi phèn một tí xíu, nói chung là cũng dễ cưng. Thôi đi, cái set này thì chúng ta cũng đã sử dụng rồi. Video ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ xếp cho chúng ta gặp những bạn gọi là cân cân, để Cú có nhiều gọi là chiêu trò hơn ha. Video ngày hôm qua thì hơi bị nghịch ngu. Rồi đây, đây là một bộ trang phục, nói chung thì nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà được cái thì nó cũng độc lạ một tí xíu nha anh em. Rồi các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu đối với con nick này. Thì hiện tại là gà 17 thôi nha anh em. Nói chung là cuối tuần thì với tầm lực chiến này thì cũng được. Ở đây là mảnh cao nè, phan để Cú hỏi chủ nick coi dung luyện không, Cú dung một phát luôn cho nó vui. Rồi ok, sau khi mà Cú hỏi chủ nick thì bạn ấy cũng nói là thoải mái đi, thoải mái đi. Thì tức là chúng ta muốn làm gì làm đó mọi người, miễn là đừng có đeo nick là ok nha. Rồi ở đây thì Cú vẫn sẽ sử dụng cho mình đó chính là khảm phòng thủ nè, nhanh nhẹn nha. Và hồi phục những cái như là tấn công và may mắn thì đều được tháo nha các bạn. Rồi ok, nói chung là nhìn con nick sơn sương như thế này, sát thương thì 9.600 thôi và hộ giáp là 18.000. Giờ trước khi vào thì dung luyện cái hoa trước cái đi. Ở đây có cái gì không? À mảnh super. Ôi không có cái gì rồi anh em ơi, chơi luôn. Rồi chết bà rồi, ngu rồi. Thôi đi, cái 5 giây đó coi như là xóa bỏ đi nha. 5 giây trước anh em xóa bỏ dùm Cú nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ chiến giải siêu cấp nha các bạn. Ván đầu tiên thì chúng ta gặp bạn Dương Thích Ngắm 18 tờ. Rồi ok, lại là xe và rắn nha. Xe và rắn là những thứ mà tao thích. Rồi ok, bây giờ là một pha full dam đến từ Cú nha các bạn. Thì đối với những trận đầu tiên thì nói chung là nó cũng hơi run tay nha các bạn. Thì đây là một pha full dam khá là chuẩn xác nha các bạn. Thì chỉ dính được khoảng là 2/3 tia và đều là rig. Thì như Cú đã chia sẻ thì ở cái phiên bản hiện tại bây giờ, khi mà ai có chỉ số hộ giáp cao hơn
thì cái tỷ lệ rick nó sẽ rơi vào đâu đó là khoảng 80-90% nha các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Rồi ok, bây giờ thì Cú vẫn sẽ gọi là chơi theo một cái combo chuẩn. Tại vì nói chung là mấy bạn này thì thật sự holy full dam luôn đi. Tính lại là chơi băng đồ đó mọi người, băng đùng đùng đồ, đóng cà rem rồi đó. Nhưng mà thôi đi, nói chung bạn này thì so với chúng ta thì cũng hơi yếu. Ui trời, ảo ma thế nhờ. Vừa rồi là một pha full dam và vẫn là những khoa rick nha các bạn. Tuy nhiên thì với hai lần bắn thì đều bị miss một tia cuối, thành ra là bạn Dương vẫn còn trên Dương ha, chưa bị âm nha. Thì đây là một pha bâu đến từ vị trí của đối thủ, một pha bâu cũng không mấy gọi là chuẩn xác, có vẻ như là bạn này bắn không được tốt cho lắm nha anh em. Bây giờ thì chơi bia bơm không nhỉ? Bây giờ người ta bắn như vậy mà người ta còn không chơi bia bơm, mà cứ chơi bia bơm thì cũng hơi hèn, cho nên thôi đi, cứ bắn xương xương đi. Wow, thì đây là một pha bắn bừa nhưng rất chuẩn xác đến từ Cú nha các bạn. Chứ ở cái vị trí này mà Cú mà đo siêu cao thì tới ngày mơi luôn đó mọi người. Nó cứ vào cái đường lối cũ là hai cái lỗ đó mà trúng miết thôi. Bởi vậy cho nên là thà liều mạng góc thấp rồi còn hơn múa góc cao mà miết liên tục nha. Ván này thì chúng ta gặp một bạn 5X. Có lẽ như là Cú tháo đi cho mình cái miễn kháng có sai lầm không anh em. Thì đây là một pha rất tự tin đến từ vị trí của bạn nỏ nha. Và một pha đam không mấy gọi là được nhiều sát thương. Bây giờ thì Cú sẽ sử dụng cho mình là một pha cộng 2. Và đây là một pha bắn từ xa thăm dò nha các bạn. Một pha từ trên trời rơi xuống. Và đây lại tiếp tục là những cái pha nó không được mấy gọi là chuẩn xác cho lắm nha anh em. Băng thôi các bạn ơi. Bây giờ là Cú bắt đầu là Cú rén là sợ bị đào á mọi người. Rồi bay qua nha các bạn. Bây giờ là Cú lại sợ đào nha. Chắc là một lát Cú sẽ bỏ cái thần báo đi ha mọi người. Không, thần báo Cú thấy được. Nếu mà bỏ thì nên bỏ gọi là cái liên kích đó mọi người. Tại vì cái liên kích nó nguy hiểm. Trận này hơi ngu rồi nè. Có thể là bạn ấy sẽ đào đấy. Nhưng mà hy vọng là idol của chúng ta đừng chơi đào nhá. Chơi đam nhá. Top no 1 hả? Là bạn này top mấy phải no 1 hả mọi người? Ôi lại cụ. Mình đã làm gì sai? Tuy là không có mang gọi là chiều hướng đào cho lắm, nhưng mà như các bạn nhìn thấy thì với cái vũ khí nỏ là một trong những loại vũ khí mà phải nói là quá là sao nhờ các bạn, quá là tạo cái hố á mọi người. Chết bà rồi, ngu rồi. Ôi trận này hơi bị láo nháo nha anh em, thông cảm nha. Ôi trời, đam bạn ấy như đã nư luôn á mọi người. Bây giờ thì đối thủ của chúng ta cũng đã bị phong ấn rồi nha. Không lẽ là bạn ấy may mắn đến nỗi chạy thần báo sao anh em? Thấy chưa? Ôi chết. Bạn ấy không chạy thần báo nhưng mà chúng ta là người bị phong ấn. Ui thôi chết cứu rồi các bạn ơi. Lại là một pha sai lầm đến từ MR cứu nha. Xuyên giáp. Ui không chết các bạn. Thôi trận này coi như là tôi xui đi, tôi chấp nhận tôi xui đi nha. Thôi trận sau thì Cú sẽ chơi cẩn thận hơn các bạn ơi. Và ra lắp cái miễn kháng vào mới được anh em ơi. À, ôi đừng, đúng rồi. Ôi tuyệt vời các bạn. Đâu đó là Cú vẫn còn những anh em thất lạc với những cái pha bắn gọi là cực kỳ ngáo ngơ nha các bạn. Cú nhớ cái pha bâu này giống như cái pha mà ngày hôm qua Cú quay cái nick 70 mà một cái pha đào đi vào lòng đất đó, các bạn có nhớ không? Vải trưởng thì chứ, thôi bỏ cái bạo kích luôn. Đúng rồi, thường thường thì người ta thôi bỏ liên kích đi, liên kích ngon hơn hay bạo kích. Nếu như mà rick thì thật sự là hơn điểm hộ giáp thì nó vẫn sẽ rick rất là tốt ha mọi người. Thôi đi, hy sinh liên kích đi các bạn ơi. Liên kích thì kiểu như là nó sẽ thêm một lượt bắn á mọi người, thì nó cũng rất là ok. Nếu như nó may mắn vào những cái pha như là full dambo hoặc là ném bét thì ngọc liên kích phải nói là, hoặc là pha đào luôn nữa thì phải nói là một trong những cái ngọc rất là tốt. Nhưng mà trong đây thì chúng ta chỉ lựa chọn được một thứ thôi, cho nên là xuyên giáp vẫn là thứ gọi là ok. Má nó tên ảo các bạn, nhém một chút là bây giờ là phải tự lực gắng sinh nè. Cố định là sử dụng bia bơm đó mọi người. U là trời. Bây giờ thì cố sẽ bay sang cái vị trí cây cột bên kia nha.
chơi nick này thì nói chung là anh em đừng nóng vội nha. Thí dụ mà cú có nhây thua thì anh em cũng thông cảm ha. Vui là chính nha các bạn ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ném cho mình là một pha băng, kèm với đó thì cú sẽ sử dụng khóa di chuyển của bé rắn. Thì cái khóa di chuyển này nó lại nâng lên một tầm cao mới, đó chính là không được bay luôn các bạn. Ui miễn kháng chất lừ đó nhờ. Ui rơm rã thế nhờ. Một cái pha gọi là không cần bạo kích mà vẫn rít liên tục nha mọi người. Bé không lòng là bé cái gì? Đặt tên ngộ nghĩnh nhờ. Ủa, chú tính đâu là bạn ấy bị phong ấn á mọi người. Định hành hung ta. Chết rồi anh em ơi, thần bảo nữa kìa, bạn ấy ném cục băng nữa và đào đó mọi người. Trời, cái này khóa di chuyển là cú chích ngắt nè mọi người, làm sao bắn được các bạn. Xe hơi. Rồi. Ôi trời may quá. Phước lớn, mạng lớn, tuôn lớn luôn. Thôi, vĩnh biệt bé, cú chạy đây. Rất may mắn là chúng ta có rất nhiều tuôn xảy ra ha anh em. Chứ nếu không thì bạn ấy gọi là phải là liên bồ đào chúng ta bay màu rồi. Nhưng mà khá là cay khi mà mặc dù cú đã hy sinh cái liên kích gắn miệng kháng nhưng mà vẫn không có tác dụng nha anh em. Đây là một pha ném chay đến từ vị trí của bạn ấy. Một pha bắn rất chuẩn xác. Chuẩn ơi là chuẩn. Rồi bây giờ thì cú sẽ sử dụng một pha ném bét nha. Vị trí của chúng ta đến vị trí bạn ấy là 15 góc, kèm với gió thì chúng ta sẽ bắn mạnh hơn một xíu nha. Đấy, ok là nhém một tí xíu nữa là bị mất màu rồi các bạn. Nhưng mà công nhận pha đó chúng ta có quá nhiều tôn ha. Chắc là do nhờ cú tháo gọi là tấn công may mắn tháo chuỗi cho nên là được ưu ái một tí xíu. Khá là vui chứ nếu như không là bị bào, bị cái gì, bị đào bật ngửa rồi. Thôi bò xuống anh em ơi. Anh em ta cùng bò. Đó. Nói chung là bây giờ chơi bài bản đi. Mấy cái cảnh đào này thì không có gọi là ẩu tả được nha các bạn. Xuyên giáp nè, đó. Ôi trời đỏ đầu luôn. Ơi cái này vậy là phải bỏ cái bạo kích ra anh em ơi. Một lát là cú sẽ bỏ bạo kích nha. Cú sẽ gắn liên kích vào nha anh em. Cú cảm giác là khi mà điểm hộ giáp anh em cao hơn á thì những cái pha bắn như các bạn vừa thấy vừa rồi liên tục là những pha gọi là liên hoàn kích luôn nha mọi người. Bạn này là ở anh em phi đội nha. Đây là một pha cộng 2 rất thông minh. Đào hố cho tôi hả ba. Thôi bạn này không có nhây được các bạn. Sử dụng cái pha này gọi là chơi dơ một tí xíu kết thúc bạn ấy đi. Chứ cô thấy cái mùi lắm. Cộng 2 mà phá cái đít tôi là, phá dưới đít tôi là tôi thấy có điềm rồi. Phải có cảnh cứng á, nhây nó vui. Hoặc là không cần cảnh cứng. Cảnh cứng thì nó thật sự nó cũng mất vui. Một cái cảnh gọi là đào được nhưng mà nó to tổ chảng á là chơi đã luôn. Rồi hy sinh bảo kích nha anh em. Tại vì cú thấy là nó rig cũng rất là ok. Nick này bạn nào rảnh ngồi xếp lịch chiến vui ha mọi người. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 luôn mọi người. Nếu hạng mà được hạng 8 9 luôn là tuyệt vời. Ok. Bây giờ thì các bạn đang gọi là ghép trận nha anh em. Gao chip. Ủa sao kỳ này thì nó cho chúng ta gặp bạn này có vẻ khá là yếu nha các bạn. Thoát rồi. Bây giờ là chúng ta đã lên gà 15 rồi đó mọi người. Nếu như mà hôm nay ổn thì mai cũng sẽ quay tiếp một cái video giải siêu cấp con nick này. Nhưng mà cũng sợ là khi ngày mai chúng ta lên cao quá đó, các bạn. Ôi trời chụp lại thanh y quá đẹp. Tiếc quá chụp không kịp rồi. Nhan sắc tuyệt trần. Thì đây là bạn Thanh Y nha mọi người. Và bạn ấy với lợi chiến bao nhiêu thì cũng không biết. Nhưng mà trước tiên là nhìn uy tín phết. Kèm với đó là con phượng hoàng lửa. Kèm với đó là cặp cánh lửa luôn. Ui à, trời. Tôi muốn khóc thét luôn á. Nghiệp tới rồi anh em ơi. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều tôn nha các bạn. Rồi. Không có tôn anh em ơi. Ảo lòi rồi. Chết rồi.
Ôi hơi mạnh rồi các bạn. Hên. Trận này thì chắc là cú không có múa được nhiều rồi anh em ơi, tại bạn Thanh Y này mạnh quá. Wow. Phòng ẩn đi nào. À ok. Ôi trời cái gì thế nhờ. Tiệt chiêu của con bé thơ anh em. 165k bao. Không bạn Đanh đi này, nếu như mà cho sếp cho cú gặp một cái cảnh mà to hơn á, có nhiều cảnh trốn hơn á, thì có lẽ là cú sẽ gọi là chơi đùa nô đùa với bạn ấy sẽ được lâu hơn. Còn đây là một cái cảnh cứng, nó khá là ngắn á mọi người. Mỗi cái chỗ bắn các bạn không có trốn được, không có thể phá góc đồ được, cho nên là nó hơi bị khó. Nhưng mà công nhận là bạn ấy quá mạnh đi thì xứng đáng thôi, quá trời mạnh rồi. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đam cũng rất là thấm ha. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ thử cộng 2, à full đam luôn chứ. Chúng ta là kẻ mạnh mà. Đấy, miễn kháng bạn này, này thì miễn kháng rất tốt, nhưng mà cú rất tiếc là bạn không chống chịu nổi bởi pha hạt nhân và ba pha rít liên tục. Thế anh em, cú nghĩ là lên tới gà này rồi, ngày mai mà quay video thì chắc là không chơi nổi đâu anh em ơi. Tại vì ngày mai tuy là cái con nít này giáp nó rất là trâu và mọi thứ nó rất là ok, nhưng mà lên trên cao thì các bạn cũng biết bây giờ 7x 6x rất xịn cho nên rất khó. Để xem, ui tự tin thế nhở. Bạn này tên gì? Nhắn BG hả? Ôi trời đau nha anh em. Đau nha. Ừ hay lắm idol. Băng cho dữ vào rồi một lát khóc thét nha. Đó, ok là. Đây nè, bây giờ là cô sẽ chơi một cái trò gọi là... Đây nè, cái cảnh ngày hôm qua mà gây nghiệp nè mọi người, nhớ chưa? Nhớ cái cảnh này chưa? Đó, bây giờ là cô sẽ chơi cái trò là chúng ta sẽ bay lên nhành hoa nha. Còn có bị rụng rơi hay không thì tùy thuộc vào đối thủ nha, cô không biết. Rồi, khóa di chuyển, ok, cô sẽ sử dụng một pha cộng 2 và nhân 3 thôi nha các bạn. Để chúng ta giữ tool, liên kết, đó, gắn liên kết vào là đúng, ô trời miễn kháng. Ok. Băng cái băng sao được, người đẹp. Tuổi gì băng cú? Ở đây thì bạn ấy không có di chuyển được nha, cho nên là cú sẽ tiếp tục tung ra cho mình là một pha ném skill bếp nha. Rất đau. Rồi. Rất đau, hạt nhân luôn anh em. Trời phải nãy cú full dam là ngon rồi hết các bạn. Nhưng mà hình như chết luôn rồi. Ui. Đang vui nhưng mà ok đi, để không thôi bạn ấy còn sống, bạn ấy lên bâu một phát bay màu thì lại mang nhục nữa nha anh em. Ui gặp 52 bạn Chinsu gà 13, đây là cảnh lễ đường nha. Thôi chết, cảnh này thì bạn Chinsu này đào chúng ta ra bả luôn, ở tình anh em luôn các bạn. Tình anh em thì đây là cụm xe bò 700 nha, rất tự tin cho pha bia bom. 2100 sát thương. Rồi cú sẽ 5 năm để lấy tool. 18 thôi các bạn ơi, 7 thôi và nhẹ lại. Tại vì gió hơi nhiều, nói chung là mấy cái bực này khó bắn lắm anh em. Nhưng mà cú bắn vẫn trúng thì chứng tỏ là cú khá là biết pro ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bay lên vị trí sát màn hình nha các bạn, để tạo ra độ khó cho bạn Chinsu. Nhưng mà đây là một pha bay không mấy thành công và chúng ta... Ủa? Ôi trời ngu anh em ơi, đáng lẽ là cú phải băng và sau đó thì cú mới bay các bạn, nhưng mà cú lại quên đi cái pha băng rồi. U là trời, kiểu này thì tự bán độ rồi anh em ơi, bán nhà rồi. Ngáo thiệt, cú là cú 5 năm và sau đó thì cú mới bay. Nhưng mà cũng hên. Và trời vẫn còn thương là vẫn có tool nha anh em. Rồi cô sẽ sử dụng như vậy thôi, không có sử dụng hết. Sử dụng hết mất tool. Đó.
Nè nè, cái này ném bếp đúng không? Nhưng mà không, anh em đừng ném bếp. Ôi trời ơi, đáng lẽ là cú ném chay cho bạn ấy mất gốc đi là một cái pha rất là đẹp, nhưng mà bạn ấy lại chạy miễn kháng. Một cái nước đi mà cú chưa hề nghĩ đến, cú đang gọi là tạo một cái chiến thuật gọi là đẳng cấp. Nhưng mà đúng là... Trời, 18 ca máu anh em. Ai khóc nỗi đau này. Đó, chơi vậy cho nó fair play nha anh em. Nhưng mà bạn này đáng lẽ là cú nên đào bạn ấy chết luôn ấy nhở anh em. Chứ cú có ngu khi mà chơi đam không các bạn? Cảm giác là bạn ấy rỉa chúng ta rất là đau nha. Còn cú bắn bạn ấy thì kiểu như là châu chấu đá xe ấy mọi người. Thật tồi tệ. Ôi trời ơi. Má ơi, chơi liều hả má? Ôi trời, bạn ấy liều mạng bởi một pha cộng 2 và bu kìa anh em. Rồi, cũng rồ đấy. Chết rồi, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân rồi. Sao miễn kháng liên tục thế nhờ? Sorry. Cú mà có chết thì cú cũng phải gọi là chơi nhiều chiêu trò để phá bạn này. Đó. Rồi giận. Hạt nhân, tuyệt vời. Number one, đừng miễn kháng nha. Miễn kháng là tôi sợ lắm à. Tại vì miễn kháng thì bạn ấy sẽ có nhiều tôn, và chắc chắn là bạn ấy sẽ ném bét, và sau đó là một loạt đam và chúng ta sẽ bay màu hết mọi người. Trận này thì rõ ràng là bạn ấy khá là mạnh, nhưng mà do là chúng ta cũng rất là trâu cho nên là chúng ta sẽ chống chịu được nhiều. Đây là thanh y và đây là cảnh hồ hoàng kiếm. Không biết là bạn ấy có cho chúng ta bị rơi xuống hồ hay không thì các bạn cùng đón xem nhé. Cú nghĩ là 35 với 38 thì chơi đam vui vẻ đi. Nhưng mà nếu mà bạn Thanh đi mà quên nữa, cú thì lâu lâu mới quay video. Lỡ thường ngày bạn chủ nick đi hay là có đam đào thì mới công thôi đi anh em. Trên video thì nói chung là cứ tự nhiên mà chơi ha. Không nên hứa hẹn gì trên đây hết, để tránh gọi là sự cố. Bạn này bắn rất hay nha. Một pha 2-3-5 là một cái pha đam mà cũng mang mát là đào đấy mọi người. Thì như cú đã chia sẻ đó, nói chung thì chơi như vậy thì cũng ấm lòng hơn là một cái pha cộng 2 và nhân 3 đúng không mọi người. Cho nên là rất tuyệt vời. Bạn này thì rất là mạnh, như anh em nhìn thấy thì sát thương mà bạn ấy gây ra cho cú rất là nhiều. Cú thì cũng vẫn có khả năng có thể win được khi mà chúng ta có nhiều pha rig, và chúng ta đưa bạn ấy vào những cái thế giống như vừa rồi các bạn thấy cú đưa vào bạn 5X ở những cái cảnh đào á. Thì còn quả mai, ôi trời, hết người rồi sao mà nó cho gặp bạn gì ngộ quá vậy. À, đeo cái set con gồng nhìn mà buồn cười thế nhờ. Ủa nhưng mà bạn ấy nhìn cam cam vui phết nhờ. Quả đầu gà 6 thì còn cái gì nữa mà nói. Anh em phi đội thì hình như ở cụm 500. À sorry, cụm này đúng không các bạn, cụm cú nè. Đâu, khoa đâu, đây 3.800.000 lượt chiến nha, giữ nha. Khoa ơi là Khoa, cùng server mà sao Khoa ra tay bạo thế. Nhưng mà cảnh cứng đó thì cũng không có làm gì được các bạn ơi. Tại vì cảnh cứng có cũng có gọi là chơi, gọi là khóa di chuyển hay là này kia được đâu. Tại vì thường thường các bạn nhìn thấy những cái cảnh đào mà to á, thì như cú hồi nãy những cái cảnh đó thì anh em sử dụng 2-3 năm rồi skill rồi các thứ, thì anh em gọi là khống chế đối thủ rất là tốt. Còn những cái cảnh mà cứng đơ, cứng ngắt thì anh em sẽ không làm gì được nha. Bây giờ thì chúng ta gặp một bạn ở cụm 1, Guigato, là bạn Gozo. Bạn ấy rất gọi là thông minh, chắc là bạn ấy đã nếm trải qua con nick Nam Oanh rồi, cho nên là bạn ấy mới sử dụng một pha băng đầu tiên, và đây là một pha bắn kèm với đó là Ngọc Bảo Kích. Với sát thương mà bạn ấy gây ra cũng rất là cao nha mọi người. Đau đấy nha. Thật sự là đau đấy nha. Hạt nhân nữa chứ. Lộn, đang là gió ngược nữa mọi người. Rồi 10. Chết rồi, các bạn bị ngắt lực rồi. Nhưng mà vẫn dướng. Ok.
để giữ tôn nha anh em. Chết rồi, sao cứ bị bật đầu lên đấy nhờ. Bật đầu lên thì vẫn có gọi là góc bắn á mọi người. Xui. À bay. Ôi bạn này cũng hay thế nhỉ. Bia bơm đi cho nó lẹ anh em ơi. Tầm này thì không còn gọi là sĩ diện nữa rồi. Góc sau lầm thì có góc bắn không anh em. Bạn này rất trâu nha, cho nên là chúng ta phải chơi đào á. Hồi nãy là Cú đã bỏ qua cái pha bắn đầu tiên là chúng ta không chơi đào rồi. Cho nên là hơi bị hối hận nha các bạn. Thần báo nữa chứ. Chết chưa? Đó, đủ không các bạn? Ok. Rồi, đó, hơi hèn một tí xíu nhưng mà anh em thông cảm là gặp 70 với lại bạn ấy trâu quá nha mọi người. Cho nên là bắt buộc là Cú phải chơi gọi là troll thôi. Chứ còn nếu như mà chơi dam thì rất khó để có thể win được. Như các bạn nhìn thấy thì xét thương là bạn 70 đây ra cho chúng ta quá đau. Và kèm với đó là Cú dam bạn ấy hầu như là như châu chấu đá xe chính nghĩa luôn. Bây giờ là gặp một bạn level 68, đây là cảnh miếu thần nha. Ôi trời ơi, sếp thế này thì chả khác nào mà ác với tôi quá nhờ. Hy vọng là idol chơi dam đi. Thấy bé bé xinh xinh dễ thương chơi dam đi cho nó vui nha idol. Ôi trời ơi, ông quê full cây đào mà bút thêm cái bia bom nữa. Tiếc nhờ, cảnh này ước gì mà được cái miệng kháng thì tôi hành cho bà ra bả nha. Nhưng mà không biết hành được không anh em. Nhưng mà với pha bắn của ổng thì thật sự thì xét thương nó cũng không quá nhiều ha anh em. Ôi miễn kháng ơi, sao mang cái miễn kháng mà nãy giờ không thấy nó có tác dụng nhờ anh em. Đây là trận cuối nha các bạn. Thì chắc là để mai Cú thử Cú quay một bữa nữa xem. Nếu mà video ổn, có nhiều gọi là đối thủ cân xứng thì Cú sẽ up cho các bạn xem. Cú sợ là khi mà mình lên tầm này rồi thì đối thủ sẽ là những bạn khá là VIP pro á mọi người. Đây là bạn Bảo Hân nha. Đây là một cái cảnh đào cho nên thật sự là cũng hơi rén nha. Anh em phi đội nè, hình như là cùng server nữa ha mọi người. Để xem là bạn ấy bắn cái gì. À một pha bia bom. Ôi mạnh lắm anh em ơi. Qua đào luôn. Cùng server nên đào không? Được đào không? Thôi cùng server đào thị phi lắm các bạn ơi. Đây là cụm Rama nữa. Cho nên là thật sự là chơi đào ở cụm này thì hơi bị dại dột nha. Ôi gớt hố rồi các bạn ơi. Lo nói chuyện với anh em quên nhìn. Đây sẽ giết bạn ấy bằng một pha cộng 2 và 4 thôi. Đó một pha đam nha anh em. Rõ ràng đam nha, làm chứng nha. Rồi ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và xem video của Cú ha. Video ngày hôm nay thì cũng khá là vui và khá là ngon ha mọi người. Thì để xem ngày mai Cú sẽ tiếp tục nghịch con nick này cho các bạn xem. Thì cảm ơn anh em đã luôn yêu quý và ủng hộ Cú rất là nhiều. Và các bạn cần gì thì liên hệ với Cú sang Zalo và chủ động inbox giùm mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn ở video sau. Mày yêu. Bye bye.